Kanye West thực sự đang ở nhà. Đây là một thông điệp đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua. Hãy nhìn những hình ảnh này. Hãy nhìn những nụ cười của Kanye West bên cạnh các đồng đội tại Arsenal. Phải, West đang rất hạnh phúc. Anh không ngại thể hiện điều đó. Từ một bản hợp đồng nhận về nhiều chỉ trích, cậu Kai dần khẳng định bản thân trong màu áo Arsenal. Ngôi sao người Đức mang lại những đóng góp quan trọng giúp đội bóng thành London nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu. Thậm chí, Havertz đang trên đường trở thành trụ cột trong đội hình của huấn luyện viên Mikel Arteta ở vị trí số 9 sau liên tiếp những màn trình diễn ấn tượng vừa qua. Có lẽ các fan pháo thủ càng lúc càng thấy yêu chàng trai sở hữu vẻ bề ngoài thư sinh này. Trước khi bước vào bài phân tích, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và nhớ bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác trên kênh nhé. Ở cuộc chạm trán Luton Town vừa qua, Havertz tiếp tục để lại dấu ấn với đường truyền dọn cỗ cho Martin Odegaard ghi bàn. Nhận xét về cựu sao Leverkusen, Tom Lockyer nói: "Bây giờ Kai Havertz thực sự đang ở nhà. Số lần cậu ấy thực hiện động tác kép ngày hôm nay thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy vượt qua Tadej Mengi và sau đó xoay người về phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Và Kai Havertz sẽ nhận được bóng nếu đồng đội truyền cho cậu ấy. Cách di chuyển của Havertz có thể không được máy quay ghi lại, nhưng chúng là những chuyển động mà ngay cả khi cậu ấy không làm gì, cậu ấy vẫn tạo ra được tác động. Sau đó, Havertz tiếp tục di chuyển và thực hiện bước tiếp theo. Khi một cầu thủ hoạt động chăm chỉ như vậy, thực hiện những bước chạy quên mình thì cuối cùng sẽ có được phần thưởng xứng đáng." Trước Luton, Kai Havertz một lần nữa trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của pháo thủ. Huấn luyện viên Mikel Arteta bố trí cầu thủ này trong vai trò số 9 ảo. Tiền vệ người Đức có màn trình diễn chất lượng. Phút 24, từ pha cướp bóng ở giữa sân của Emil Smith Rowe, Martin Odegaard có pha phối hợp với người đồng đội Kai Havertz. Chính tuyển thủ người Đức dọn cỗ cho Odegaard dứt điểm tung lưới Luton Town mở tỷ số. Theo Statman Dev, Havertz hiện đã đóng góp đến 12 bàn ở Premier League mùa này, 8 bàn, 4 kiến tạo. Đây là thành tích tốt nhất của anh từ trước đến nay tại đấu trường Premier League. Thời gian đầu, Havertz gây thất vọng khi thích nghi chậm chạp. Cũng giống như quãng thời gian tại Stamford Bridge, cầu thủ người Đức để lại rất nhiều thất vọng, đặc biệt là khả năng dứt điểm. Ngôi sao sinh năm 1999 chưa bao giờ khiến các cổ động viên của Chelsea nhìn thấy được một tiền đạo lừng danh từng tung hoành tại Bundesliga. Nhưng điều này là có lý do, bởi Havertz đã bị đẩy vào vị trí không phải sở trường của anh, đó là tiền đạo cắm. Mikel Arteta nhìn được ra điều này, đồng thời với những điểm mạnh của tuyển thủ Đức. Do đó, ông không ngần ngại chi mạnh tay cho cầu thủ 24 tuổi này. Với việc Granit Xhaka rời Emirates, mục tiêu của vị chiến lược gia trẻ tuổi khi đó là để Havertz chám vào vị trí tiền vệ trái mà ngôi sao người Thụy Sĩ bỏ lại. Trong mùa giải cuối cùng ở Chelsea, Havertz đã thực hiện nhiều pha tắc bóng 34 hơn số cú sút trúng đích 33. Và màn trình diễn ban đầu của anh tại sân Emirates cũng khá hỗn tạp. Rất nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi về tính hợp lý của bản hợp đồng đắt giá này của Chelsea. Tới nửa đầu mùa giải này, 6 trong số 19 trận ra sân của Havertz là từ băng ghế dự bị. Ở những trận đấu đó, lần lượt Jorginho, Leandro Trossard hoặc Fabio Vieira được sử dụng ở vai trò tiền vệ lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 mà huấn luyện viên Mikel Arteta ưa chuộng. Nhưng kể từ khi bước sang năm mới 2024, huấn luyện viên Mikel Arteta đã unlock một phiên bản bùng nổ của Kai Havertz. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thực hiện một điều chỉnh quan trọng, đó là cho phép cầu thủ người Đức tiến lên phía trước chơi như một tiền đạo ảo. Thay đổi này bất ngờ giúp cho Havertz như cá gặp nước bởi nó khá tương đồng với vai trò anh từng tỏa sáng trong màu áo Bayer Leverkusen. Kai có thể chơi ở vị trí lai giữa tiền đạo và hậu công vì biết cách di chuyển, thoải mái chơi độc lập và tạo ra mối đe dọa thường trực ở một bên cánh. Đó là những gì mà huấn luyện viên Thomas Tuchel từng nói về cậu học trò cũ. Quả thực, Kai Havertz ở vị trí lai giữa hậu công và tiền đạo khiến tất cả phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Kể từ đầu năm 2024, ngôi sao mang áo số 29 thi đấu thăng hoa và trở thành nhân tố chủ chốt giúp pháo thủ dẫn đầu cuộc đua ở Premier League, đồng thời giành quyền lọt vào tứ kết Champions League. Trong vai trò tiền đạo cắm, Havertz dù không ghi bàn đều đặn, tuy nhiên bù lại thì khả năng pressing, khai thác khoảng trống và liên kết lối chơi đến từ cựu cầu thủ Chelsea lại mở ra nhiều hướng phát triển lối chơi cho Arsenal hơn. Dù có hai số 9 trên băng ghế dự bị, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn quyết định xếp Kai Havertz đá cao nhất trên hàng công. Điều đó cho thấy niềm tin rất lớn đến từ nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Không thể phủ nhận phong độ ấn tượng của cậu Kai thời gian gần đây, nhưng đó chắc chắn chẳng phải lý do chính. Gabriel Jesus rõ ràng là lựa chọn mà Mikel Arteta cực kỳ yêu thích kể từ khi anh chuyển sang khoác áo câu lạc bộ ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Tuy nhiên, việc liên tục gặp các vấn đề về mặt thể trạng khiến tuyển thủ Brazil không giữ được sự ổn định cần có của một trung phong hàng đầu. Tình hình với Eddie Nketiah cũng chẳng khá hơn. Với chấn thương của Gabriel Jesus, những tưởng cầu thủ này sẽ chớp lấy thời cơ để ghi điểm với ban lãnh đạo Arsenal.
Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, chân sút người Anh cũng nhập viện và bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng. Giờ đây khi mà huấn luyện viên Mikel Arteta đã hết kiên nhẫn với cậu học trò, cơ hội để Eddie Nketiah thể hiện bản thân gần như đã khép lại. Cầu thủ trưởng thành từ Lò, Hale End nhiều khả năng sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải năm nay nhằm tìm kiếm thêm thời gian thi đấu, đồng thời có thể giúp Arsenal thu về một khoản tiền không nhỏ trong việc cân đối ngân sách. Xét đi xét lại, trong giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải, Havertz trở thành cái tên đáng tin cậy nhất trên hàng công của Arsenal. 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, Havertz thuộc top những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất mà Arsenal đang sở hữu, bên cạnh Martin Odegaard, Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli. Trong giai đoạn này, mỗi khi cầu thủ người Đức có bóng tiến đến gần khung thành, người hâm mộ thực sự phấn khích. Havertz đang trên đường thành công và chứng minh tất cả đã sai về anh sau những lời chỉ trích hồi đầu mùa. Hóa ra, mức giá 65 triệu bảng mà Arsenal bỏ ra cho tiền vệ người Đức không hề đắt. Nếu có đắt thì hiện tại cũng sắt ra miếng. Quan trọng nhất, Havertz đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất trong sự nghiệp với phong độ thăng hoa cùng tình yêu của người hâm mộ cũng như sự chở che của ban huấn luyện, đồng đội. Bình luận viên của Namgo đọc được một bình luận khá hay về Kai Havertz trên X và muốn chia sẻ với mọi người. Theo đó, Kai Havertz là một cầu thủ kỳ lạ. Ban đầu trông anh ấy rất khó ưa, thực sự khó để người hâm mộ có thể lập tức có cảm xúc hay sự kết nối với anh. Có cảm giác Arsenal đã phí tiền đầu tư vào anh ta. Nhưng thời gian trôi qua, bạn nhận ra giá trị của anh ấy, bạn học cách bỏ qua những khoảnh khắc ngớ ngẩn của anh ấy và nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn với những gì anh ấy mang lại. Những điều này khiến cho chúng ta dần không còn quá bận tâm với các tình huống lỗi nhỏ nhặt hay những gì mà người ngoài bàn tán, mà tập trung hơn vào cách mà cậu Kai đóng góp vào lối chơi của toàn đội, giúp cho Arsenal trở nên tốt hơn mỗi ngày. Từng chút một, Havertz đang dần dần xoay chuyển tất cả những định kiến mà người hâm mộ Arsenal dành cho anh khi mới cập bến sân Emirates. Nào là vô cảm, nào là lười chạy, nào là đầu ra kém. Tất cả đang dần được thay đổi tích cực hơn. Havertz cho thấy mình nói được là làm được khi thực hiện đúng lời hứa, chứng minh khả năng sau một thời gian thích nghi với câu lạc bộ mới. Một điều càng khiến các cổ động viên trân trọng cậu Kai hơn nữa. Ai rồi cũng sẽ đều phải lòng Havertz mà thôi. Trên đây cũng là chi tiết cuối cùng của video ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã nán lại và theo dõi đến hết. Sự ủng hộ của quý vị chính là nguồn động lực to lớn giúp kênh phát triển. Vì thế mọi người đừng quên để lại một like, một subscribe và nhớ bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những chủ đề hấp dẫn về bộ môn thể thao vua trên kênh Yêu Bóng Đá Namgo nhé.